Chào các anh em, hôm nay thì clip về cái nội dung chính của clip thì mình bán một cái cành đây, cành 420 đây, đo cho các anh em 415 đấy, khoảng 415 tức là 41,5 cm. Cái cành này thì cắt ra từ một cái cành 800, đây mình đã cắt ra từ cành 800 đây đấy, nó sẽ như thế này. Đấy, cành 800 này thì có người anh em lấy rồi đấy, con mẫu này nếu người anh em nào lấy thì là báo giá luôn cho người anh em, đấy là cả bọc là 2,5 triệu nhá, 41,5 cm, cả bọc là 2,5 triệu đấy, cành cắt đầu vào, còn đầu thoát thì người anh em kia lấy rồi. Các anh em luôn xác định rằng một điều đấy là đầu thoát bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn. Ở đây thì mình có làm đấy, một người anh em mua với mình một bộ bọc tơ mi đấy, đây là mình tất cả đây là bọc inox nhé, sắp tới là mình có thêm cả bọc nhôm nữa, đây là bọc inox, bọc nhôm thì nó được cái nó nhẹ hơn nhôm lỗ 8,1 ấy, đút phát vào luôn được ấy. Đấy thì nó đặc điểm nó nhẹ hơn đó, mỗi cái nó có đặc điểm và ưu điểm riêng. Bọc nhôm thì thường khi các anh em trí ốc thì nó sẽ sau này nó những cái vết hằn các thứ thì nó sẽ xấu nọ kia nọ kia nọ chai chai đấy. Nhà đây là bọc inox nhá, nhà tơ mi này, đấy, tơ mi có lỗ xuyên này đó. Đầu thì mình đối với lại các cành FX thì mình luôn mặc định đấy là đầu là có gen vặn gen G20 mặc định luôn đấy. Còn condo thì sẽ đây có một người anh em làm condo từ cành nguyên zin đấy, nguyên zin 500 mm, bản chất của cành 500 mm thì nó là 482 thôi các anh em nhé. Đấy thì đây là cái đầu côn để mà cho vào cành đây. Tí nữa mình sẽ bọc nhé, còn bây giờ đây mình chỉ ướm vào cho các anh em thôi, một số anh em sẽ không có thời gian nán lại để xem lâu thì các anh em có thể xem xong mô tả đoạn này thì các anh em rời khỏi video đấy, còn anh em nào thích nán lại thì xem cái quy trình và cái cách mình bọc đấy, nó sẽ như thế này. Thì nếu mình bọc thì mình sẽ có chêm cao su các thứ cho các anh em xem độ chuẩn của nó như thế nào nhé. Đấy, tiếp nữa đây là cái bộ bọc của cành 380 đấy, cái cắt ra cho người anh em, đây là cắt từ cành 800 đấy, các anh em nhìn đi, xoắn 16 cắt từ cành 800 ra đấy, thì nữa mình sẽ bọc nhé, còn bây giờ mình chỉ cho vào ướm thử thôi đấy. Đó. Đấy, cành condo này, cành ấy này. Sau đó có một người anh em đặt với mình một cái bộ bọc phát to, bộ bọc đây là không phải phát to mà bọc gì nhỉ? Của transform nhá. Đuôi là 86. Đấy, đuôi 86. Đuôi này nó sẽ dài hơn các đuôi kia. À xin lỗi, đây không phải. Đây có phải không nhỉ? Đây không phải. Lỗi nhá. Mình sẽ phải bỏ cái ở đây, đúng rồi, đuôi 86. À đâu đúng rồi, hai cái này cùng giống như nhau. Đây không phải phát to mà là cùng transform hết. Đấy. Của thằng phát to thì đuôi nó sẽ ngắn hơn nhá các anh em. Phát to đuôi sẽ ngắn hơn. Đây mình cho các anh em xem cái phát to. Đuôi phát to đây. Đuôi phát to nó sẽ ngắn hơn. Đấy. Đó. Rồi mình tạm dừng chút để mình lấy keo, lấy răng, lấy băng dính các thứ.